mọi người đã chắc sạch hết. Nhưng mà nếu mà nó làm cái quả nhà kinh thì mình sẽ phải có thì mình được được chưa? Rồi nếu phế quả nhiên miễn phí này thì biểu mô của nó là của gia đình của ông chuyện có tế bào đài và tế bào phụ có ông chuyện có cái nhỏ viên mà cô tự nhiên cô biết cô cứ đứng dần dần cô biết từ bên tầm ai cũng có chỗ nên chỉ vậy này cho mình dễ theo dõi. Rồi ngoài ra cái hệ thống này thì mình sẽ có cái động mạch phổi ngầm thi, còn cái mô vu cơ này nó sẽ nằm ở trong tiểu phế quản cận và tiểu phế quản hô hấp. Còn những môn của cơ thì nó nằm trong để các bạn chỉ thức cơ bản là mình hết. Nhưng mà khi mà thấy á thì mình không có phân biệt ra cái nào là cái nào cài cái nào là cái bạn mà chỉ vô trong đó bất kể chỉ sụn hay còn cơ bé sức sinh chỉ trả lời cho cô một câu thôi, cái bạn nhận biết thì hay chỉ các bạn chỉ thức thì cái phần đó là các bạn khi mua cũng chỉ cho có hai cái câu đó thôi, tiểu quả chính thức hay là cái quả nhân tiểu thủy hay là tiểu quả tận hay là tiểu quả thông mắt, chứ cô không có hỏi là cô không có cái đáp án là cái môn đơn hay là cái môn thủ đơn. Nhưng mà cái này đó là nãy giờ là mình đang nói đó để mà phụ cho cái kiến thức chút xíu đó là mình định phải nhắc tới cái phần đó chỉ nhắc cái phần nào là mình khuyên mình thật thôi. Vậy thì cơ bản là mình xong cái phần nhỏ phổi. Và nhớ là nếu có cho ra cái mạch máu thì trả lời cho cô là động mạch phổi thôi. Thành cũng không phải dày, không méo, không tròn thì trả lời cho cô là động mạch phổi. Kem này. Động mạch phổi thì cần. Chỉ có là phản kẽ đó thì là theo nó phải đi nhanh. Rồi, bây giờ mình nói tới cái lan gì là mình thấy nó khó. Vậy rồi. Nó bự mà. Bự mà nó dễ cứ thi. Có thể có gì đâu. Thì bây giờ nè. Cái này mình thi cái nào? Thì đây là mình thi cái quả nhà điện tử nè. Điểm quả chính thức nè. Điểm quả tận nè. Tiểu quả hô hấp nè, ống cái nang nè, cái nang nè là mình thi đó. Chỉ mình thi theo cái động mạch phổi này nè. Tế bào đài, tế bào chủ có lông chim. Không, cái đó mình không có thi. Tính mạch trung tâm thiếu thời. Thế là
làm gì? Tế bào gan. Gan. Tế bào bè mà. Gan. 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 Tế bào gan rồi. Tế bào gan. Thiệt. Bị đâu đấy? Bị đâu đấy không biết nữa. Gan tế bào bè. Hết hồ. Con đít, con đít, tiểu quán một, con đít xe, Hiệp Phú. Thank you.
xuống xếp hạng. Đúng xếp hạng. Xuống canxi. Đúng xếp hạng. Người ta mới vậy đó. Không, về không vậy. Đâu. Tế bào sụn. Tế bào sụn. Súng nhóm canxi. Thank you.
em, tế bào gì? Đặt đây. Tế bào thần kinh cảm giác. Tế bào thần kinh cảm giác. Tế bào gì nằm đây? Thi cái gì ở đây? Bạn nam. Thi tế bào gì? Sinh xa chất sáng. Bạn kế bên ở đây thi tế bào gì? Rồi, bạn kế bên ở đây thi tế bào gì? Tế bào gì? Nơ răng bằng đồng. Ngoài kia tế bào gì? Nơ răng bằng đồng. Anh Nam tế bào gì? Chị này tế bào gì ở đây? Không có thi. Bây giờ xíu mà đâu thấy đâu. Thi là chỉ thi có mỗi con tế bào nữa đâu, trong tập này thôi. Cơ quan thì phải là tỉ sắc. Còn cái anh này phải là sừng trước chất sáng, sừng sau chất sáng. Nếu mà nói thiếu là không được. Cơ quan gì ta? Lấy. Tại vì mình thấy nè, cái lá canh nó nằm lộn xộn ở trên á. Nè, trắng, đỏ nè, trắng nè, đỏ nè, trắng nè, đỏ nè, trắng nè. Cái này là bị nhắc nè, còn cái tròn tròn phía ngoài này là phần trung tâm á. Đó á, không bị nó lên á. Thấy không? Cục nhà. Đây là cái gì? Cục thừa nó bằng huyết. Vâng. Cục thừa. Cục thừa. Cục thừa. Được thường. Thường được thường. Được thường. À, cái người không có tiền gì mà. Rất là được không làm sao mà. Nàng nghĩ nó có mấy thật. Hai thật của nàng nghĩ là cái gì? Hai thật của nàng nghĩ là cái gì? Cái bệnh. Trung tâm sáng mọi khi tối. Trung tâm sáng mọi khi tối. Trung tâm sáng mọi khi tối. Vậy là mấy cái này là cái gì đây? Tiến lên bệnh viện. Tiến lên bệnh viện. Rồi, cơ quan gì? Tiến quản. Tiến quản. Tiến làm gì đây? Tiến là sông. Tốt cực kỳ. Không sông. Tiến xe. Nhớ đây là một cuộc qua tiến quản là còn là mạnh. Tế bào trụ. Cái này là tiếp nước bột. Thì cô chỉ cho cái ông phân nằm ở trong này thôi nè nha. Coi là cái ông phân của cô còn cái gì cho cho. Cô quay gì vậy? Tế bào thận. Nói đây. Câu cái gì đây? Tế bào thận. Thank you.
Nhưng mà cái tình hình này thì chắc hơn nữa. Ý là trả lời thì có thể trả
tâm lý. Bớt thì mới xong rồi kính ở đây á, bớt thì mới nữa, tóm lại nãy giờ rớt cũng hơi bị bộ. Cho nên là tôi nghĩ là chiều nay phải thi đi học các cái gì đó, rồi ngày mai thi cái gì dịch tễ gì nữa đó. Cho nên thôi cô coi như là học thi. Thì cần mình học sức sáng đó mình. Tiếp tục cái này á, có bạn nhầm với lại da, không thể nào nhầm được, tại vì da ở trên đây nè nó có nhân, nó có bóng chỉ sự. Còn cái anh này là phóng bự lên mình thấy nhân nè, nó cái này nhân nè, mà phải có nhân là phải là thực quản nha. Có cái gì đây? Màng ăn bên trong. Màng ăn bên trong cơ quan dạ dày. Cô chỉ hỏi tế bào gì? Tế bào biểu mô. Tế bào này tế bào gì? Tế bào nguyên liệu mất yêu đó. Biếm gì? Biếm mô hay sổ? Biếm này không tế bào đài gì đó cơ. Tế bào hình trụ. Tế bào hình trụ. Cấu trúc là biểu mô trụ đơn tiếp nhầy không tế bào đài. Tế bào hình trụ. Luôn em được. Cơ quan dạ dày. Phải như thôi. Còn cái tế bào này nè, là cô thấy nó cũng là cực kỳ khó nhìn, cho nên là chưa có hỏi tới. Hy vọng là KY012-13 thì chắc có tới à. Tại vì ngày đầu ngoài thì có tới à. Thật sự không có xui đâu, hình rõ mà. Tế bào chính, tế bào này mình qua chung rồi. Tế bào này, cái này hồi sáng mình mới nói rồi, giờ mình không nói nữa. Hồi sáng mới nói luôn. Cái này nó chưa ta? Chưa. Sụng xương sớm. Xương sớm. Mí, sụng. Tế bào. Mí, xương. Tế bào sụng, tế bào xương. Mí sụng á. Tế bào sụng nè. Tế bào xương nè. Ở đây mình nói cốt vào nó cũng được, cái nào cũng được. Ở đây cấu trúc là gì? Mí xương. Còn cái này là tuyến giáp. Tuyến giáp, tế bào cận nang, tế bào nang. Tế bào này là tế bào cận nang. Ê, bạn, tế bào nam tuyến, còn tế bào tận nang là con này. Còn ở đây là chất keo hoặc là dịch keo nha. Ở đây là tế bào nam tuyến. Nam tuyến, liệu hiệu cấu trúc. Nam tuyến giáp, cơ quan. Tuyến giáp, cấu trúc. Dịch keo giáp. Cơ quan. Cơ quan cái này như sùng. Ở sáng thấy có người lộn tới ba cơ quan mình á. Cơ quan gì? Niệu quản, cấu trúc. Biểu mô niệu. Biểu mô niệu. Ở sáng có người nhầm với cái thực quản. Mà xanh tính sụn. Nhưng mà cái sụn kia ta cũng hình chữ C nè. Còn cái này không biết cái chữ gì luôn á. Nhầm với cái thực quản á. Nhầm với cái thực quản á. Là nhầm với cái khí quản không? Khí quản thì cái màu là dâu. Nhưng mà khí quản thì trên đây nó phải là tế bào trụ có lông chuyển với lại tế bào đài thì cũng tiếp tiếp. Khi mà phóng bự gì rồi là nó tiếp điện mà. Xong nha. Cơ quan. Cơ quan. Tinh quản. Ok. Còn màu tinh luôn nữa, ta hỏi cơ quan mà. Cơ quan tinh hoàng. Hả? Cơ quan tinh hoàng. Cơ quan tinh hoàng. Chứ không phải ống tinh hoàng. Là cấu trúc thôi. À, cấu trúc là ống màu tinh. Cơ quan là tinh hoàn. Dạ. Sau lưng. Nang. Cơ quan gì nè? Tinh hoàn. Chứ không phải ống màu tinh ha. Ôi, đèn đó. Tinh hoàn nó phải gồm hết. Chị nghe đi, chị nghe. Cơ quan gì chị nghe? Tinh hoàn không? Chị này. Em đi. Em á, dĩnh thẳng á. Cô hỏi cơ quan mà. Cơ gì? Em rửa đi lớp hỏi. Tinh hoàn. Em đi. Tinh nguyện luôn. Em á. Sao hết luôn? Chứ giọng em đến từ tỉnh nào vậy? Hôm nay cô chưa có phát hiện ra. Đến từ đâu? Hả? Sao không học ngoài Thái Bình cho gần mặt tới chỗ này gì vậy? Hả? Dạ, nhà em hiện tại đang ở à,
quê Thái Bình vô ở Buôn Mê, ở tại Buôn Mê luôn. Rồi đi vô đây học, xong học Tây Nguyên chưa gặp? Xong học Tây Nguyên chưa gặp? Thái Bình ở đâu? Cô Thái Bình nè. À, cô Hữu Thư nè. Cô Kiến Sương. Vậy sao này không biết tắt sao, tắt gì Hữu Thư nó không biết. Qua thà tắc đệ là nhà tù tắc đệ là tới đó. Rồi nói gì nói coi nghe, nói lớn coi. Ừ, mẹ ơi. Mấy ba mấy má mày chịu luôn. Trời ơi, người ta ống gớt với quay lê không mà chừng một chục đứa vậy đó. Ủa ai phát hiện ra chị Nam, tao lo tao tám. Cô biết rồi mà cô bắt tám với mấy ông Thái Bình này nè, ai phát hiện ra ống gớt vậy? Chị sao lưng cô nói chị này nè, phải không? Nếu mà chị nghe, chị này tên chị gì? Cô cũng ráng đi kiếm á, tại vì hỏi đúng nhiều cái lắm á. Cô đi kiếm là cái mặt sáng sáng không đó. Tế bào. Tế bào, hình chủ. Người ta hình chủ như vậy mà vuông cái gì, ông nào bà nào cái gì. Nhưng trời ơi, nó tới giờ nó bị đau quả nhập ma hay gì rồi. Nó lộn kỹ thuật nó đi vô hay gì rồi. Cái nhân nó là đủ dưới nè. Còn được ngọn thuốc trên đây nè, thấy nó già dập dập gì luôn mà lộn cái gì. Tế bào, hình trụ, cấu trúc, ống gót, cơ quan, cấu trúc, quan lề, chèn kẻ, cơ quan, chí quản, cấu trúc. Chủ giả thần có lông chuyện. Tế bào. Tế bào. Tế bào trụ có lông chuyện. Cấu trúc thì thêm chữ biểu mô và thêm chữ giả tần. Cơ quan. Cơ quan là thận. Cấu trúc là có. Tế bào. Là khối u. Cấu trúc. Cái quan lê này nó xấu. Cái quan lê này nó đẹp. Nhưng mà cái tế bào đây nó xấu. Ông trời không cho ai hết cái gì, cũng không lấy hết của ai bao giờ. Đây mới học hồi sáng, không cần lấy cái đâu. Đang chứng quan. Thu em. Dạ. Dạ. Cấu trúc. Lớp đai. Tế bào. Cấu trúc. Lớp hệ. Thu em. Dạ. Cấu trúc. Cái nào mà hỏi nó không lộn nữa là khi mới an tiền. Còn lộn thì chuông cái đi là dịch mình là đi vô là chắc là kiếm bậy rồi. Cơ quan. Thấy rối nha. Cái gì? Mình có sơ. Dây sơ. Cơ quan gì? Tế bào. Lympho đây. Cấu trúc. Hả? Hang. Đố biết cơ quan gì? Đố biết cơ quan gì đó? Dạ. Để nãy là quan nhìn là gì để nhìn anh. Rồi, da, xương. Không, tính. Kể nó nhiều khi một mình trốn hạ còn nó phải trở lên nha. Đang kiếm sư cắp đầu. Nói một cách là nó cười mình rồi đấy. Sao cái gì đang? Nó phải biết bạn. Giống chứ.
buồn trứng. Rồi. Buồn trứng á. Đâu nam chính diễn thị đâu mấy ông bị ổn tỏ. Có mấy cái hụt tổn đó cô, cái sẵn luôn rồi. Cái nào? Cái này hả? Dưới luôn á. Dưới chút nè. Đó, nó hụt tổn. Cái này hả? Không dưới kia kìa đó. Dưới này hả? Đó, đó, đó. Đó này hả? Còn tổn được cái. Đó, đây hả? À, cũng giúp ha, nhưng mà cái này là một thanh này là thở ơi, cái này ba thanh này là thở. Dạ. Đã có cái buông trước mà không chịu nghe, không hỏi cái này cái gì vậy. Còn mặt đào xo nè, mặt đào tuyết nè. Đây cười em hết rồi. Trời ơi. Trời ơi, trên trên máy cô đẹp mà. Tại vì nó rất kỳ cục. Nhìn trên máy. Mặt đào xo nè. Trời ơi, trứng hả? Cơ quan trên chữ rồi còn hỏi nữa. Trời ơi, người ta học đàng hoàng mà. Ấy nè, chữ nè, đâu mà lo so nè, đâu mà lo so nè, ta đâu có thể lầm nữa. Ta học đàng hoàng mà. Học gì mới là học, chứ biết đâu có thể sắp đi. Chữ nào? Này lớp bikini, lớp phân tử, lớp hạ. Lớp nào bikini? Lớp phân tử, lớp hạ. Lớp hạ, cái này ở trong cho nên nó có cái hộp. Rồi, lớp hộp. Lớp hạ là nằm trong nha. Cái này là miếng xương. Cái này là xung quanh gì cả đây? Rồi, tôi thấy mấy người rất là cứng. Xung quanh tôi, cái ngoài một người nghe nói là xương rồi đó. Có người còn nói miếng xương luôn á. Rồi, nó là cái gì? Cơ quan gì? Phổi. À, phế quản nha kiểu thị, tại vì nó có sụn, có toàn cơ nó xuất sinh, có tiểu vô trụ gia tầng có lông dễ. Đó, này có ông Tuyết luôn nè. Đó. Tôi để cái này nè, để so sánh động mạch nè. Có chữ gian kiểu thị. Động mạch phổi nè. Cái này là phế quản nha kiểu thị. Có tiểu vô trụ gia tầng có lông dễ. Có tuyến nhầy, có vòng cơ rất xuất sắc, có đầy đủ luôn. Để so sánh chiếc này, tại vì nhiều người không có so sánh được cái động mạch phổi với các cái ốc. Dù là cái quản nhân kỹ thùy hay tiểu quản chính thức, tiểu quản tận thì không biết, thì dân nó cứ lục cục lòng mà hết trơn vậy nè. Còn thằng này không có. Này, cái nhân nó không có đều như vậy. Mà là nó lâu lâu có con cái là nhân của tế bào cơ trơn á. Quan tâm đến nó. Trời ơi, trong máy tôi có đẹp lắm. Da, da và hạ bì. Ờ, hạ bì. Cái này là thấy tiếng mồ hôi nè, mà không thấy cái gì luôn. Trong kính đẹp hát xinh nha. Dạ. Như thế thằng kia mang kia đi trên. Mang kia đi á. Môn mở. Cơ quan gì? Ờ, như thế thằng kia mang kia đi không thi. Như thế thằng kia mang kia đi không thi. Thật. Vậy mình thấy nè, các cái này mặt tuyến nó nằm ra ngoài hết nè. Còn cái này là tủy nè. Thì tủy thì có chi nang nè, hang mặt tuyết, chi nang, hang mặt tuyết, chi nang, hang mặt tuyết. Nãy mình phóng bự lên rồi đó. Động mạch, rồi. Lưới tinh. Lưới tinh nhưng mà mình không thi. Còn mình thi cái thằng này ống gì, ống sinh tinh. Tế bào. Cấu trúc bên kia chính xác cơ quan. Cái này mình không có thi mấy cái ống phản xuất này, cơ quan mình thi tủy, cấu trúc nang tuyến tủy tế bào nang tuyến cấu trúc này thi. Thường cái gì không thi là cô không có ôn lại kỹ cho mấy anh chị, cô chỉ nhắc cái nào mà thi á. Cấu trúc ổn hợp. Cấu trúc gì đó? Cấu trúc ổn hợp tinh. Ống màu tinh, cái này mình mới vừa học xong nha. Cái này nhớ. Cái này là phổi. Ống phổi. Rồi. Cái này là? Ống phổi nang. Ống phổi nang. Còn này? Tiểu phổi nang. Tiểu phổi nang. Này. À, nhưng mà nếu như trong trường hợp mà không có cái hình này, cô có dặn anh và ném cái hình y chang như vậy thì thi. Còn cái hình mà hơi khác lạ chút trên đây là không thi. Không có được chỉ lên phía trên này còn thi cái này thì được.
còn nếu mà thi tiểu bản tịnh là phải cho dùng cô hữu thanh đầu vây đó. Ông sinh tinh cấu trúc là ông sinh tinh, và nhớ là nhiều khi á người ta phóng bự lên như vậy nè, các bác chị dưới đây nè, người ta hỏi là tế bào gì, chỉ là tinh bào thì đúng rồi, mà ta hỏi cấu trúc gì, cái mình hay nói tinh bào là tại này nó đẹp quá. Rồi thì còn lại cái này là mình phóng bự lên, mình đang coi cái gì đây? Cấu trúc mạch máu, cấu trúc tuyến kẽ, tế bào và nếu như thi thì chỉ thi hai con gì thôi, tinh bào, tinh nguyên bào và tinh bào, tinh nguyên bào và tinh bào thôi đó, thi hai con đó thôi. Cô quay cùng chứ cấu trúc chứ không hợp cấu trúc à, cái này không có cho thi mình cả mình trắng tế bào thành khối vuông, còn cái bao này nem vuông cấu trúc, cấu trúc thế bào dẹp đó, dẹp 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 e tờ dẹp tờ ba nén cấu trúc tiếng là bạch kinh, tiếng là bạch kinh cơ quan, cơ quan là lục 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 nó cơ quan cái gì đấy gì chưa cơ quan thứ cấp đi cấu trúc tế bào nam hung cơ quan, cái này là tháp thêm thận thầy đó thi thôi. Dạ. Tháp thêm, à, có thi đó. Chưa thi, chưa thi, cái thằng này thi nó dễ, nhưng mà đợi chưa thi. Có thi luôn. Cô thì chưa có thể thi cỡ. Cô Hoàng. Cô Hoàng. Dạ, cấu trúc. Thế bà. Hình thức vuông cơ quan rồi cấu trúc tiểu quan chính thức cơ quan tế bào thạch thì lâm phổ cấu trúc nhị nang cấu trúc cơ quan cơ quan cơ quan đó thạch cơ quan sao cơ quan là tụy, sẽ phối lộn với cái gì đó gan, tụy nội tiết, tụy nội tiết tế bào, nang nang tuyến, cấu trúc, tụy hỏi gì, nang tuyến tụy, nang tuyến tụy, cơ quan, tiết, tinh hoàn, tiết kẽ, kẽ hay nằm ngoài này, cái đó nó mờ. Ua sức cơ quan cấu trúc tùy cơ quan nếu mà cho thì không cho con cái nào này thôi cấu trúc tế bào tế bào lát cấu trúc đúng rồi lát cơ hơi mờ mờ hết, nhưng mà nó bên đây là nó đang có thành đặc biệt luôn.
nhưng mà nhiều khi người khác người ta chỉnh thì người ta cứ đúng chỗ ta chỉnh hả, có khi ông một ta lựa tới ông được sai, thấy ông đẹp được sai là ta chỉ vậy hả. Okay.